Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quenta, tin tức ngày 14 tháng 6 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Bình Dương tiếp tục phát hiện thêm trường hợp nghi mắc Covid-19 tại công ty Puku. Ngành y tế Bình Dương vừa phát đi thông báo khẩn liên quan về việc một trường hợp nghi mắc Covid-19 được ghi nhận tại công ty trách nhiệm hữu hạn Puku Việt Nam. Và theo đó, trường hợp vừa được ghi nhận là nam sinh năm 1991, trọ tại khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, làm việc cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Puku Việt Nam với trường hợp người lao động nữ dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận vào ngày 11 tháng 6. Thông tin ban đầu cho biết thì khi ghi nhận được thông tin bạn làm cùng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trường hợp này đã đến Bệnh viện Thủ Đức làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12 tháng 6. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến trường hợp này thì các lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã điều tra và đã truy vết được 63 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm 1.014 trường hợp là những F1 và 2 trường hợp có nguy cơ tại các khu nhà trọ hiện đang chờ kết quả. Và trước đó liên quan đến trường hợp nữ dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận vào ngày 11 tháng 6, ngành y tế đã lấy mẫu là 78 mẫu đơn, trong đó có 52 trường hợp là F1 của ca dương tính nữ, 136 mẫu gộp với 678 người làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Puku Việt Nam. Kết quả xét nghiệm là 78 mẫu đơn và 7 mẫu gộp âm tính với SARS-CoV-2, chờ kết quả 129 mẫu gộp. Trong chiều ngày 13 tháng 6, thì thành phố Thuận An, Bình Dương cũng đã tiến hành phong tỏa và cách ly y tế chung cư E24, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An để truy vết các F1 và 2. Liên quan ca F0 là nam, sinh năm 1989, sinh sống cùng vợ tại block nhà C2-122, chung cư E24. Đây là trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận liên quan đến chuỗi ca bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là thông tin ngày 14 tháng 6 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký vào chuông để theo dõi những cái thông tin mới nhất trong ngày về Covid-19 hôm nay nha anh em. Tạm biệt.